Xin chào mọi người, xin được quay trở lại trong video mới. Ngày hôm nay hơi đặc biệt một chút xíu. Thư sẽ vừa make up vừa trò chuyện với mọi người, cũng như là review những cái sản phẩm từ một nhãn hàng nội địa Trung là Focalu vừa mới được gửi đến cho mình ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay á, mình muốn làm cái video này trước khi mình mổ mắt. Tại vì sau khi mổ mắt á, Thư không có sử dụng được các sản phẩm make up mắt đâu. Cho nên là sẵn tiện để làm sớm để cho mọi người xem luôn. Mong rằng những bạn nào đang quan tâm đến các sản phẩm nội địa Trung, đặc biệt là Focalu, sẽ xem video ngày hôm nay nha. Thư đã dưỡng da rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh nền luôn ha. Nền á, thì Focalu gửi cho Thư hai loại, một cái là Air Fluid và một cái là Sheer Glow. Cái Air Fluid á, này thì Thư thấy là moisture, làm ẩm và long lasting. Long lasting tức là lâu trôi á mọi người, kiểu vậy. Bên đây á là Sheer Glow thì Thư thấy á, cái chất nó mỏng và nó khá là bóng. Tuy nhiên thì em Sheer Glow này á, nó có cái base hồng hơi nhiều. Cái base hồng như thế này á thì hơi không có hợp với da của Thư lắm. Với Air Fluid á thì nó có cái base vàng, cho nên là sẽ khá hợp với da của Thư. Tại vì cái màu da của tụi mình là cái màu da vàng châu Á mà, cho nên những cái foundation nào mà nó có cái base màu vàng á thì sẽ hợp với da của tụi mình hơn. Ngày hôm qua thì mình có thử cái chất ra tay rồi, ngày hôm nay mình sẽ đánh lên mặt và mọi người cũng xem á là cái finish của nó ở trên mặt của mình như thế nào nha. Tại vì mình thì mình lường trước được rồi, tại vì mình thử ra tay rồi á. Không biết là mọi người sẽ cảm thấy nó như thế nào. Mousse thì Thư sử dụng mousse bình thường thôi. Mousse này mình mua một bọc quá trời mousse á để mình dùng. Thì Thư sẽ đánh phân nửa bên mặt bên này và phân nửa bên mặt bên đây để cho mọi người xem thử ha. Đây, Thư đã xong nửa mặt bên này rồi. Mọi người nhìn thử thôi xem nó có khác gì ha. Thư thấy là cái độ che phủ của nó ở mức trung bình. Và cái finish kiểu semi matte á, không phải là kiểu quá lì nhưng cũng không có bóng. Nó kiểu mờ mờ, khá là đẹp. Theo Thư cảm thấy á, thì cái chất nó mỏng và nó cũng hơi ẩm nè. Cho nên trên da mình thì không có thấy là kiểu nó bị dày, nó bị khó chịu gì cả. Đây, Thư đã hoàn thành xong hết nguyên cái mặt và phần cổ bằng kem nền rồi. Như mọi người thấy á, ở những nơi mà nó có thâm nhiều, ví dụ như cái đốm này của Thư nè, ở đây nữa, thì nó không có che phủ được hết. Màu này là màu số 02 Natural. Nếu như mà bạn nào có da sáng hơn á thì phải mua màu sáng hơn nha. Tại vì màu này là màu kiểu tự nhiên, da của Thư là da kiểu trung bình thôi, chứ cũng không có trắng gì lắm đâu. Thì nó vừa tiệp với cái màu da của Thư, rất là may. Với kem nền này á thì Thư thấy là nó khá là dễ sử dụng, bởi vì cái chất kem lỏng và nó rất là mỏng nhẹ nữa. Cho nên là mình sử dụng đi làm hàng ngày cũng được, đi học cũng được. Và nếu như các bạn muốn đánh đi chơi thì vẫn được, tại vì nó khá là nhẹ mặt á. Tiếp theo là phần chân mày. Ở đây thì mình bóc trúng cây kẻ chân mày nè, sẵn tiện luôn. Chân mày á thì có một đầu là chổi, một đầu là cái đồ kẻ, một đầu là chì, một đầu là chổi. Trời, xin lỗi mọi người, lần đầu tiên làm video mà vừa make up mà vừa review như thế này á, kiểu lời nói nó cứ bị lung tung. Màu này là màu số 01, màu rau, nhưng mà Thư nhìn á, Thư thấy đây giống như là màu đen xám xám á, chứ không phải là màu nâu đâu. Nó cũng hợp với màu tóc của Thư rất là hên ha. Chứ gặp mà đưa cái màu nâu ơi là nâu là thôi, không ổn. Rồi đầu tiên với cái cảm quan của Thư á, với cái đầu chì chuốt tam giác kiểu này á thì rất là khó kẻ, dù cho bạn nhiều lông hay bạn ít lông gì cũng vậy. Nó không phải là cái đầu chì dạng vét ngang hay là đầu chì nhọn. Những cái vét ngang hay nhọn gì á, các bạn phải sợi ở phía trước này nè, hoặc là điền khuyết á, nó rất là dễ. Còn cái đầu tam giác như thế này á, cực kỳ khó điền khuyết nha. Tại vì điền một cái là ịn nguyên một cái hình tam giác này vô luôn, quẹt luôn rồi, chứ không có kiểu phải được sợi nữa. Nói chung là mình sẽ cố gắng hết sức để vẽ cái lông mày mình bằng cái cây chì này. Đây nè mọi người ơi, bây giờ mình chưa có xong cái này đâu nha, nhưng mà mình để cho mọi người xem luôn. Cái bo gốc á thì nó dễ, ngay cái đỉnh này nè, bo cái đỉnh này thì dễ, tại vì ngay cái phần tam giác nó có cái phần nhọn. Nhưng mà với cái phần đuôi này thì nó không ra được cái nhọn nhọn của đuôi. Bây giờ Thư phải lấy che khuyết điểm để Thư tạo cái nhọn nhọn của đuôi này chút xíu mới được. Chứ chân mày mà không có cái nhọn nhọn này nhìn nó rất là tèm lem, với lại nhìn nó không có gọn á. Đây, mọi người thấy sao? Sau khi che khuyết điểm với lại Thư chuốt một chút xíu mascara màu nâu ở cái phần đầu này cho nó nhạt bớt nè, thì đây là cái chân mày mình đã kẻ xong. Cũng hơi tạm tạm đúng không? Tạm tạm. Tiếp theo Thư sẽ kẻ eyeliner. Khi nãy thì phấn mắt Thư đã tự đánh rồi, tại vì màu mắt là màu của mình, Focalu không có gửi. Cũng hơi tiếc một chút xíu, bởi vì Thư thấy Focalu có nhiều bản mắt đẹp lắm.
nhưng mà hơi tiếc ha. Thì với cái eyeliner mà Forcalu gửi cho mình có màu đen như thế này và cái đầu nó cũng hơi to nữa, cho nên mình sẽ sử dụng để kẻ cái phần mí trong chứ không có kẻ đuôi bằng cái em này. Mình xem một bên mắt là đã có mí trong rồi nè, còn bên này thì chưa có nè. Nhìn bên này cái đường viền nó rõ hơn, nó đẹp hơn đúng không? Với cái đầu to á, với cái đầu to như thế này á thì đi mí trong rất là dễ. Với cảm nhận cá nhân của Thư á thì em này kẻ mí trong xuất sắc, tại vì mực ra đều và đầu to nữa, nó ít bị ngứa hơn so với cái đầu nhỏ mà tụi mình kẻ mí trong. Còn đối với cái việc kẻ đuôi ở ngoài á mà cái đầu to như thế này thì nó hơi khó làm cái đuôi đẹp được. Cho nên là Thư sẽ kẻ bằng một cái cây khác, sau đó sẽ quay trở lại nha. Quả nhiên eyeliner màu nâu thích hợp với Thư hơn, Thư quen kẻ màu nâu rồi. Tiếp theo là Thư sẽ sử dụng một chút phấn má và son nữa là sẽ xong makeup này. Và sẽ review sơ sơ lại cho mọi người xem là món nào Thư ưng ý nhất nha. Son thì họ cũng gửi cho mình hai cây, một cây là dạng bút chì như thế này và một cây là dạng son nước. Và Thư sẽ sử dụng cái phần bút chì này để viền một chút xíu cái môi của mình cho nó có cái màu hơi da da. Với son nước thì Thư chọn màu V07. Màu này là màu kiểu đỏ mận á mọi người, nó có chút ánh tím. Màu này mà những bạn nào da trắng á thì đánh sẽ càng trắng hơn á, tại vì cái ánh tím này nó làm nổi cái màu da mình rất là nhiều. Cuối cùng Thư sẽ sử dụng bản bắt sáng này của Forcalu để highlight cái phần gò má cũng như là phần đầu mũi của mình một chút xíu để cho gương mặt của mình nhìn sáng hơn. Bản này thì có tới 4 ô màu khác nhau lận, mình sẽ sử dụng cái ô màu hơi kem kem nhẹ để phù hợp với cái makeup của mình ngày hôm nay. Em bắt sáng này á thì nó không có lồng lộn lắm, cho nên là các bạn sử dụng linh hoạt, nếu như mà muốn ban ngày dùng thì cũng được. Đó, mọi người thấy là nó cũng khá là mỏng, nhẹ. Mình sẽ lấy cái bông phấn tán nó ra chút xíu để cho nó tiệp vào cái lớp nền của mình nhìn đẹp hơn nha. Ok, vậy là phần makeup của Thư ngày hôm nay đã xong rồi. Trong những cái sản phẩm nãy giờ Thư thử á thì Thư thích nhất là em kem nền Effluent này của Forcalu, bởi vì cái chất rất là mỏng, nhẹ, tự nhiên. Và mình sử dụng linh hoạt, ban ngày đi học, đi làm đều được hết. Cho nên đây sẽ là cái sản phẩm sắp tới Thư sẽ sử dụng thường xuyên. Còn đối với sản phẩm mà Thư hơi thất vọng một chút xíu, có thể là em kỳ chì kẻ chân mày này. Bởi vì cái đầu khi nãy Thư có nói với mọi người rồi á, nó chuốt hình tam giác cho nên rất là khó để tạo cái phần đuôi này nè. Cho nên là Thư hơi thất vọng về cái em chì kẻ chân mày này một chút xíu. Đánh giá chung của Thư về những sản phẩm vừa sử dụng của Forcalu thì nếu như bạn nào học sinh sinh viên đang tập tành makeup, không muốn đầu tư quá nhiều cho một bộ đồ makeup á, thì các bạn có thể tham khảo thử những sản phẩm của Forcalu nha. Thư sẽ để link chính hãng mua hàng ship từ Trung Quốc về Việt Nam ở phía dưới phần mô tả cho mọi người xem nha. Rất cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này, cũng như là cảm ơn Forcalu đã gửi những sản phẩm đến cho Thư sử dụng. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người.